Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Tri Thức Quanh Ta. Các bạn thân mến, trong bối cảnh toàn thế giới đang gồng mình chống chọi lại dịch bệnh như hiện nay, thì việc nên có cho mình một số kiến thức cũng như kế hoạch phòng tránh dịch bệnh là một điều tất yếu phải không nào các bạn? Vì an toàn của bản thân, người thân và của toàn xã hội nhé. Vậy thì các bạn đã có cho mình một kế hoạch riêng chưa hay là đang mơ hồ tự tin theo kiểu bệnh đến ai thì người ấy chịu không đúng đâu các bạn nhé đây là một dịch bệnh tầm cỡ vì vậy mà hãy sống việc cộng đồng vì xã hội nhé hôm nay trí thức quanh ta xin sẽ chia cùng các bạn một số giải pháp phòng bệnh hiệu quả trong mùa đại dịch này đầu tiên mình xin phép liệt kê ra những biểu hiện đặc điểm của cô gái tinh vi này vấn đề này thì hiện nay mỗi ngày chúng ta đều nghe sang sảng trên các loa đài phát thanh thường nhật và các trang tin của Bộ Y tế, nhưng mình cũng xin nói lại để những ai chưa rõ hết được thì hiểu thêm nhé. Khi chúng ta phát hiện thấy cơ thể có dấu hiệu sốt, sau khi cập nhiệt kế thấy con số hiện lên là trên 38 thì nguy cơ rất cao nha các bạn, cần đi thăm khám ngay. Tất nhiên là vẫn có trường hợp chúng ta cảm sốt thông thường nhưng đang lúc mùa dịch bệnh này tốt nhất hãy bỏ ngay tư tưởng chủ quan thì hơn các bạn nhé bên cạnh sốt thì các dấu hiệu ban đầu để nhận biết là ho hụt hơi và khó thở nữa nha các bạn ạ à, để đảm bảo cho sự an toàn chung thì khi phát hiện những dấu hiệu nói trên mà muốn đi thăm khám thì nên lưu ý các vấn đề sau nhé thứ nhất cần khám ở khu riêng tại bệnh viện Thứ hai là lấy bệnh phẩm làm xét nghiệm đặc hiệu và cuối cùng là nhập viện cách ly hoàn toàn nhé các bạn. Rồi, vậy thì chúng ta nên làm những gì trong lúc loạn lạc vì bệnh dịch như hiện nay? Những lời khuyên đầu tiên mà tôi muốn nhắn đến các bạn là giữ một tâm lý thật bình tĩnh, tránh sự hoảng loạn hoang mang nhé. Hay nói cách khác là luôn luôn mang trong mình một tâm thế sẵn sàng sống chung với bệnh dịch. Thế thì làm thế nào để có thể sống chung hòa thuận với chúng đây? Cũng không quá phức tạp đâu các chế ạ. À. Chỉ cần bạn có một chút chịu khó thôi nha. Đối với những người bình thường chưa có dấu hiệu nhiễm bệnh, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh, đường hô hấp cấp tính, sốt, ho, khó thở, khi cần thiết thì phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách trên 2 mét khi tiếp xúc nhé. Rửa tay thường xuyên với xà phòng và nước sạch trong ít nhất 30 giây. Trong trường hợp không có xà phòng và nước sạch thì dùng các sản phẩm vệ sinh tay có chứa cồn ít nhất 60% cồn nha. Súc miệng, súc họng bằng nước muối hoặc nước súc miệng, tránh đưa tay lên mắt, mũi miệng để đề phòng lây nhiễm bệnh. Mỗi khi ho hay hắt hơi cần che miệng và mũi, tốt nhất là bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc cùng lắm là ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp, không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng. Nếu bình thường các bạn khoái khẩu những món ăn như gỏi hay tiết canh thì mùa dịch này cũng nên dừng lại ngay nha. Tốt nhất chỉ sử dụng các thực phẩm đã được nấu chín thôi nhé. Thói quen đi du lịch đó đây cũng thế, trong thời gian này cũng tuyệt đối dừng luôn, không dạ gì mà lao mình vào chốn nguy hiểm các bạn ạ. À đối với ngôi nhà các bạn đang sinh sống thì sao tăng cường thông khí khu vực nhà ở bằng cách mở các cửa ra vào và cửa sổ hạn chế sử dụng điều hòa nhé thường xuyên lau nền nhà tay nắm cửa và bề mặt các đồ vật trong nhà bằng các chất tẩy rửa thông thường như xà phòng và các dung dịch khử khuẩn thông thường khác nhớ cho kỹ các bạn nha không khó quá lắm đâu chỉ cần các bạn chịu khó một chút thôi ok chưa nào rồi đó là đối với những cá nhân chưa có dấu hiệu nhiễm bệnh còn đối với các bệnh nhân đang trong thời gian theo dõi và cách ly thì sao nếu cách ly tại nhà tốt nhất là ở phòng riêng nếu không có phòng riêng thì giường ngủ của người được cách ly nên cách xa giường ngủ của các thành viên khác trong gia đình hoặc trong cùng nơi ở nơi lưu trú ít nhất 2 mét và xa khu sinh hoạt chung nhé mọi người phòng cách ly nên đảm bảo thông thoáng khí không sử dụng điều hòa nhiệt độ thường xuyên được vệ sinh hạn chế đụng vào các đồ đạc vật dụng trong phòng nếu có điều kiện nên chọn phòng ở cuối dãy cuối hứng gió xa khu vực đông người qua lại nhé nhớ thường xuyên tự đo thân nhiệt và tự theo dõi sức khỏe hàng ngày ghi lại kết quả đo và tình trạng sức khỏe chung vào phiếu theo dõi sức khỏe hàng ngày thông báo liên tục hàng ngày cho nhân viên y tế gần nhất về kết quả đo nhiệt độ và tình hình sức khỏe của bản thân mình nha một yếu tố cũng rất quan trọng nữa là hãy đảm bảo ăn uống đủ chất dinh dưỡng uống đủ nước vận động cơ thể tập thể dục nhẹ nhàng tại chỗ nhé tất cả chúng ta hãy cùng chung tay phấn đấu đẩy lùi đại dịch này không có việc gì là khó cả tất cả chỉ là chúng ta có kiên trì cố gắng không thôi các bạn ạ à. Chúc các bạn phòng tránh dịch bệnh văn minh và hiệu quả nhé. Video hôm nay của tụi mình cũng xin khép lại tại đây. Mình mong rằng sau khi xem hết video này, chúng ta hãy một lần nữa cùng nhìn lại xem mình còn sơ suất hay thiếu sót gì trong những khâu phòng tránh bệnh dịch không nhé. Nếu có thì chúng ta cùng sửa đổi lại ngay cho hợp lý và hiệu quả nha. Hãy đồng hành mỗi ngày cùng tụi mình trên kênh Tri thức quanh ta để biết thêm nhiều điều thú vị nhé mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn xin chào